Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với channel Dịch vụ Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì clip này thì mình sẽ giải đáp một số thắc mắc của mọi người đặt câu hỏi cho Thiên Vũ trên kênh YouTube. Thì thật ra là mọi người hỏi khá là nhiều, nhưng mà mình sẽ tổng hợp lại một số câu hỏi mà nó tương đối hữu ích và nó chia sẻ được nhiều kiến thức cho mọi người, để mọi người có thể những có lựa chọn đúng hơn khi đầu tư một ổ giá âm thanh. Thì không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu clip thôi. Đầu tiên là mình sẽ đến với câu hỏi của anh Bin ha. Thì anh Bin anh hỏi là nếu mà kết hợp hai loa RO8, một mixer T4S và mua thêm một loa EV8 để làm monitor để cho giọng ca micro dày hơn không? Thì thật ra anh Bin anh hỏi khá là nhiều, nhưng mà mình thấy có câu hỏi này nó khá là thú vị nên mình muốn chia sẻ với mọi người luôn. Thì thật ra là mọi người hơi hiểu lầm cái việc là cái loa monitor nó không liên quan đến việc làm cho giọng ca và micro dày hơn cả. Cái loa mọi người phải hiểu này, có nghĩa là khi nào mà cần xét loa monitor, tức là mọi người cứ tưởng tượng nếu mọi người hát một cái hát karaoke bình thường thôi, tức là cái loa phía đối diện mọi người hát một cái loa đó thì mọi người không hề cần monitor. Trường hợp nào mà mọi người cần monitor, khi nào mọi người setup những cái phòng như kiểu là phòng trà hoặc là sân khấu, thì thường hầu hết sân khấu thì cái loa nó sẽ đáp ứng cho khán giả. Cái loa chính á, nó sẽ ứng cho phía khán giả. Và hầu hết ca sĩ sẽ đứng ở trên, đứng hát xuống, mình sẽ đứng ở trên, mình hát xuống và mình đứng phía sau cái loa đó. Mà mọi người biết rồi, mình đứng phía sau cái loa thì mình đâu có nghe được là mình hát cái gì đâu. Mình không biết mình hát có đúng tông, đúng nhịp hay không để mình điều chỉnh lại cái giọng của mình. Thì chỉ khi đó thì bắt đầu nó mới phải cần những cái loa monitor, tức là cái loa làm sao cho mình nghe lại được cái giọng hát của mình mà nó tương tự với cái loa đang biểu trình diễn. Nó thường là cái loa monitor sẽ quay ngược về phía mặt mình như này để cho mình nghe lại đúng cái giọng của mình nó như thế nào. Nên là thường monitor thì nó sẽ thiên về vocal không thôi, tức là nó sẽ hầu hết nó tập trung vào vocal rất là nhiều, thường sẽ xài những cái cặp loa đồng trục nhiều hơn là những dòng full range. Đó, thì đó là cái chức năng của monitor. Chứ monitor không có quay luôn ra phía trước. Nếu mà mọi người cứ hát hai cái loa, mọi người đối diện loa này thì không cần monitor nữa. Monitor chỉ khi nào là mọi người kiểu trình diễn thôi. Ok anh Vin ha. Rồi, câu hỏi thứ hai của anh Cóc Hero. Anh có hỏi là nếu mà cùng giá tiền thì JBL K180A và Subgrap UI 12 thì con nào sẽ ngon hơn? Hay lại bảo không bán UI 12 nên không biết. À, thì mình cũng chia sẻ với anh Cóc Hero rằng thì kể cả vang số JBL K180A và Soundwrap UI 12 bên Thiên Vũ đều có đang kinh doanh hết. Và hai con này nó sẽ phù hợp cho hai nhu cầu sử dụng hoàn toàn khác nhau. Khi nào thì khách hàng nên xài JBL K180? Khi khách hàng muốn một bộ dàn mà nó dễ hát, ai cũng hát được, đại chúng, nịnh giọng được, thì mọi người xài mang số JBL K180A. Còn khi nào thì mọi người xài UI 12? Thứ nhất, khi mọi người có giọng một xíu, hát tốt một xíu. Đương nhiên cái UI 12 vẫn có echo, nhưng nó vẫn là cái bản chất của nó vẫn là mixer, nên là nó cái độ nịnh giọng của nó sẽ không có tốt lắm, nó không có bằng con K180A được. Nó sẽ thiên về biểu diễn acoustic này, hát mà hát live này, nó chơi nhạc cụ này. Đó, thì UI 12 nó đáp ứng rất tốt cái vấn đề này. Thiên Vũ chỉ có phân tích nhu cầu của từng khách hàng và đưa sản phẩm đó phù hợp với từng nhu cầu của mọi người thôi, chứ ở đây Thiên Vũ không có khen có chê bất cứ sản phẩm nào, bởi vì thật ra là sản phẩm nào Thiên Vũ cũng kinh doanh hết. Sản phẩm nào kinh doanh Thiên Vũ cũng khen cũng chê đàng hoàng hết, bởi vì bản chất nó là như vậy thì nó là như vậy thôi. Rồi đến câu hỏi của anh Alex VIP Cu, hỏi là cái đầu đun Harmatic của mình á sẽ là toàn nhạc YouTube chứ không còn cái gì hơn nữa. Thì anh bảo là tầm giá này thì mua mini PC cho sướng. Đó. Thì thật ra là mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái công năng khác nhau. Chẳng hạn như một cái đun Harmatic đi, thì nó sẽ chuyên dành cho những khách hàng nào thích coi phim, thích nghe nhạc, cần sự nhỏ gọn. Rồi hát karaoke không quảng cáo này kia, và thậm chí Harmatic nó còn có nhạc dữ liệu trên cloud nữa cơ. Thì với cái 6 triệu rưỡi đó thì mình đầu tư vô một cái sản phẩm như thế, thì Thiên Vũ sẽ phân tích cho là đúng với những nhu cầu như thế thì mọi người nên đun. Còn đương nhiên mọi người đầu tư một cái dàn PC thì thứ nhất là nó to, nó cồng kềnh, thứ hai nữa nó
nó không có đáp ứng được cái đúng cái nhu cầu của mình, chẳng hạn như xem phim này kia, không lẽ mình down mình lên website mình down thì cái đó thao tác quá rườm rà, cái kia nó qua remote. Nói chung hai sản phẩm nó hoàn toàn khác nhau, nó không liên quan đến nhau, nên là thật ra nếu mà cùng giá tiền nhưng mình không so sánh được, bởi vì nó hai sản phẩm nó là hai cái trường phái khác nhau. Bên dưới thì có những anh nó nói là so thêm với con nữa là Nvidia Shield. Nvidia Shield thì con này mình bên mình cũng đã test rồi. Thật ra thì con này nó cấu hình nó thấp hơn con Homatic. Giá tiền thì nó xem như thế, nó nhỉnh hơn một xíu, nhưng mà chưa bao gồm khi đâu mọi người, tức là cái giá của Thiên Thiên Vũ đưa ra cho con Dual Homatic nó sẽ bao gồm luôn cái key karaoke trong đó, nên chứ còn nếu mà mọi người chỉ mua Dual Homatic không thì giá nó chỉ tầm rơi được khoảng 4,5 triệu thôi. Nó sẽ rẻ hơn con Nvidia Shield với mọi người, mà cấu hình nó cao hơn nha. Rồi câu hỏi của anh Bam Nguyễn về cái cấu hình L1 Pro 8 thì anh hỏi là combo này có cần dùng quản lý nguồn không nghẹt ơi. Thì cái này thì sau một thời gian đút rút kinh nghiệm của tụi mình á, thì mình thấy rằng á, cái Bow L1 Pro Sorry á, nó không cần xài quản lý nguồn. Lý do thì mình chia sẻ cho mọi người luôn, là vì cái thằng dòng L1 Pro Sorry như là con Pro 8, là Pro 16, Pro 32 này, tất cả các nguồn nó sử dụng đó là nguồn bấm. Tức khi là mọi người cho nguồn vô thì mọi người vẫn phải bấm một cái nó mới lên, chứ nó không tự động lên, nó không phải là công tắc gạt lên on sẵn, mà mọi người xài quản lý nguồn, mọi người bấm cái nó lên hết toàn bộ thiết bị được. Chứ nếu mà mọi người thật ra cái quản lý nguồn nó không giúp cho mọi người ổn định điện áp, mà nó chỉ cho mọi người bật tắt thiết bị theo thứ tự mà không bị ảnh hưởng đến thông loa, thế thôi. Mà mọi người mà xài một cái quản lý nguồn mà mọi người bấm quản lý nguồn lên xong mọi người tiếp tục vẫn phải ra phía sau loa mọi người bấm, mọi người mở lên, thì thật ra cái quản lý nguồn nó gần như nó vô tác dụng, nó không có tận dụng được nhiều cái công năng của cái quản lý nguồn. Đương nhiên mọi người cần, mọi người vẫn mua được, mọi người thích thì mọi người vẫn mua, cái đấy thì Thiên Vũ không có ý kiến gì cái việc đó. Tuy nhiên là mình thấy nó bị dư, nên hầu hết trong những giai đoạn đợt này thì bên mình mới có ghép cấu hình đây là một Pro 8, Pro 16, Pro 12, thì mình sẽ lược bỏ bớt cái quản lý nguồn ra để có thể giảm chi phí cho khách hàng. Đến câu hỏi của anh Huấn Lâm thì anh hỏi là vậy có nên mua đầu karaoke không bạn? Thì thực tế cái đầu karaoke nó sẽ không có tác dụng gì cho cái việc là âm thanh hay hơn, âm thanh mà mình hát hay hơn. Nó không có tác dụng gì, nó không giúp gì cho mình được trong cái việc là hát hay hơn cả. Nó chỉ giúp cho mình là thứ nhất, nhạc karaoke mình có số lượng nhiều, có số lượng nhạc chất lượng nhiều hơn, nhạc karaoke chất lượng đảm bảo hơn. Nó có cái chip xử lý âm thanh trong đó thì nó làm cho âm nhạc mình nó nhìn nó chuẩn chỉ hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Rồi mình chọn bài qua điện thoại, mình lưu danh sách yêu thích, rồi mình có thể chèn bài tương tự như quán karaoke, thì thật ra nó làm cho cái sự trải nghiệm nó liên quan nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng hơn là đến chất lượng mà khi mình hát karaoke đó. Thì đầu karaoke nó chỉ giúp đỡ phần đó cho mình thôi, chứ còn hầu hết một số khách hàng mà bên Thiên Vũ đi lắp karaoke á, hát trực tiếp từ TV xuống luôn. Thứ nhất là đỡ tiền chi phí cái đầu karaoke, thứ hai nữa là khách hàng xài YouTube Premium luôn, không quảng cáo, bây giờ nó chặn quảng cáo luôn rồi, nên là cũng không ảnh hưởng. Từ ngoài ra nhiều khách có những cái TV chất lượng còn cao hơn chất lượng cái đầu karaoke nữa, TV đến mấy chục cả trăm triệu một cái, thì chất lượng âm thanh đi xuống hay, nó thật ra nhiều khi nó còn hay hơn cái đầu karaoke nữa, thì không có lý gì mọi người cần phải xài một cái đầu karaoke cả. Rồi câu hỏi cuối cùng là đến từ anh Đại Vũ, thì anh hỏi là Bow L1 Pro 16 kết hợp với vang số KS180A và micro VM200 có ổn chưa, và nếu cần mua thêm gì để hát và nghe nhạc hay hơn thì nên mua cái gì. Thực tế ra thì với một cái combo như thế này thì nó đã khá chuẩn chỉ rồi, còn cái còn lại cuối cùng để hát mà nghe nhạc hay hơn nữa là mình chỉ duy nhất, anh chỉ cần mua duy nhất một thứ, đó là cái file setup. Vì là cái này hay dở quan trọng, cực kỳ quan trọng ở cái file setup. Mình karaoke đi, nghe nhạc thì nó hơi khác một xíu, nhưng mà xem phim và karaoke thì cần rất nhiều về setup. Một bộ karaoke mọi người mua đúng những sản phẩm đó, mua về chưa chắc đã xài hay. Đặc biệt là có khi có sự xuất hiện của mixer số hoặc là vang số thì cái đó cần file setup rất là nhiều. Nên chủ yếu cái cần thiết của mọi người muốn đầu tư khi đầu tư bộ dàn này là phải kiếm một kỹ thuật thật là tốt, phải setup thật là chuẩn, thật là hay để khai thác hết toàn bộ cái sức mạnh của con Pro 16, sự chất âm con Pro 16 và chất âm của cái micro VM200 mang đến. Đó, setup cực kỳ quan trọng. Đầu tư cái gì thì đầu tư setup kỹ thuật chuẩn chỉnh một xíu, setup cho hay là chắc chắn bộ dàn nó sẽ hay. Vừa rồi thì mình vừa mới trả lời thắc mắc cho một số câu hỏi mà mọi người đặt cho mình trên kênh của Thiên Vũ. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì thêm thì mọi người cứ comment phía dưới, hoặc mọi người có ý kiến gì mọi người cứ comment phía dưới thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người.
Thì đây là đầu tiên mình ra một cái clip Q&A như thế này, thì rất là mong được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người nhớ like, share, subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình làm những clip tiếp theo nhé. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người. Bye bye.